Chào các em. Thầy tự giới thiệu, thầy là Đinh Gia Thiện, giáo viên bộ môn hóa trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm. Thầy rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình ở bộ môn hóa học. Ở ba tiết học trước, các em đã được trình bày đầy đủ những nội dung kiến thức về kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng. Để tóm tắt lại những nội dung chính và giải quyết những câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức này, hôm nay thầy trò chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài mới đó là bài luyện tập kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng. Nội dung của tiết học này thầy chia thành hai phần. Phần một là kiến thức cần nhớ, phần hai là luyện tập. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ nhất. Ở phần 1, thầy nhắc lại cho các em những kiến thức cần nhớ về kim loại kiềm thổ, hợp chất quan trọng của canxi và nước cứng. Chúng ta đi vào kiến thức về phần kim loại kiềm thổ. Như các em đã biết, kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn ở vị trí nhóm 2A gồm có các kim loại: bari, magie, canxi, stronti và bari. Nguyên tử kim loại kiềm thổ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns và có tính chất hóa học đặc trưng là tính khử mạnh. Với sơ đồ kim loại M nhường hai electron để tạo thành M2 cộng. Cụ thể, phản ứng được với phi kim, phản ứng được với dung dịch axit, phản ứng với nước và phản ứng với dung dịch muối. Ở phần kiến thức này, thầy nhấn mạnh lại cho các em nhớ ở tính chất tác dụng với nước. Đây là một tính chất tương đối khó nhớ. Các em lưu ý cho thầy, ở điều kiện thường, bari không phản ứng, magie phản ứng chậm, còn canxi, Tronti và bari phản ứng mạnh tương tự kim loại kim. Thầy yêu cầu các em nhớ kiến thức này bởi vì nước tính chất của nó liên quan đến tính chất của phản ứng với muối. À, vì vậy các em cần phải nhớ kiến thức này để liên kết hai tính chất này với nhau. Về phần điều chế, chúng ta biết rằng kim loại kim thổ có tính khử mạnh, vì vậy nó được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogenua với sơ đồ MX2 tạo thành kim loại M và X2. Thầy lấy ví dụ, canxi clorua, điện phân nóng chảy sẽ thu được canxi và khí clo. Khép lại kim loại kim thổ, chúng ta sẽ đi qua kiến thức về hợp chất quan trọng của canxi. Thì ở bài trước các em đã được giáo viên trình bày về ba hợp chất quan trọng của canxi gồm canxi hiroxic. Nếu ở trạng thái rắn, chúng ta gọi đó là vôi tôi. Thứ hai là canxi carbonate, ta gọi là đá vôi và canxi sunfat, ta gọi là thạch co. Chúng ta lần lượt tìm hiểu. Đối với canxi hydroxit nếu ở dạng dung dịch, ta gọi nó là nước vôi trang. Các em lưu ý nè, nước vôi trang. Thì nó có tính chất đặc trưng của một ba dư mạnh, gồm có phản ứng với chỉ thị màu, đó là quỳ tím sẽ hóa xanh, phenol phthalein sẽ hóa hồng. Phản ứng với oxit axit phản ứng với axit và phản ứng với muối. Các em có thể nhìn thấy lại cái phương trình rất quen thuộc. Đó là canxi hydroxit tác dụng với khí carbonic để tạo thành muối canxi carbonate kết tủa màu trắng và nước. Như vậy, dung dịch canxi hydroxit thể hiện tính chất hóa học là một ba dưa mạnh tương tự như một chất chúng ta đã được học đó là natri hydroxit. Bây giờ đến canxi carbonate. À, đây là một muối carbonate kích tủa. Vì vậy, các em lưu ý muối carbonate kích tủa sẽ tham gia được phản ứng nhiệt phân và muối canxi carbonate còn tác dụng được với dung dịch axit. Thay lái phương trình canxi carbonate nhiệt phân tạo ra canxi oxit và khí carbonic. Phản ứng này các em nhớ là trong thực tế người ta dùng để sản xuất vôi. Hoặc là canxi carbonate có thể tan trong khí CO2 và nước để tạo thành muối canxi hydrocarbonate là một muối to. Đối với canxi sunfat trong tự nhiên thì nó có thạch cao sóng. Công thức là CaSO4 ngậm hai phân tử nước. Thì từ thạch cao sóng nếu chúng ta đun nắng ở nhiệt độ 160 độ C ta sẽ thu được thạch cao nung có công thức canxi sunfat ngậm một phân tử nước. Và nếu ta đun nắng ở nhiệt độ 350 độ C ta sẽ thu được thạch cao khơ. Ở đây các em cần phải nhớ cho thầy những cái ứng dụng của thạch cao nung à, như là bó bột trong y tế, có thể dùng để đúc các chi tiết trong trang trí nội thất hoặc là đúc tượng vân vân. Chúng ta qua nội dung thứ ba đó là nước cứng. Như chúng ta đã biết, nước cứng là gì? À nước cứng là nước có chứa nhiều ion canxi và magie. Nếu nước chứa ít hoặc không chứa hai ion này ta gọi là nước mềm. Vậy nước cứng chúng ta còn nhớ còn có bao nhiêu loại các em ơi? À nước cứng chúng ta nhớ là chúng ta có ba loại. Đó là nước cứng tạm thời chứa ion gốc axit đó là hydrocarbonat. Thứ hai là nước cứng vĩnh cửu chứa ion clorua hoặc ion sunfat và thứ ba là nước cứng toàn phần, nó chính là hỗn hợp của hai loại nước cứng trên. Và nước cứng nó có nhiều tác hại trong thực tế cuộc sống cũng như sản xuất. Vì vậy, chúng ta cần phải làm mềm nước cứng. Và nguyên tắc làm mềm nước cứng đó là giảm nồng độ ion canxi và magie bằng cách chuyển ion canxi magie về chất kích tủa ở dạng carbonat hoặc phosphat. Phương pháp đó người ta gọi là phương pháp kích tủa. Hoặc chúng ta có thể thay thế hai ion này bằng các ion dương khắc. Thì phương pháp đó ta gọi là phương pháp trao đổi ion. Như vậy thầy vừa trình bày cho các em lại những kiến thức cần nhớ về kim loại kim thổ và hợp chất của chúng. Để luyện tập phần này chúng ta sẽ qua nội dung thứ hai đó là luyện tập. Ở những câu hỏi luyện tập thì thầy phân ra thành hai nhóm câu hỏi. Nhóm câu hỏi thứ nhất đó là câu hỏi định tính và thứ hai là câu hỏi định lượng. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua câu hỏi định tính. Một la mã thì ở câu hỏi định tính này thầy sẽ hệ thống cho các em hai dạng câu hỏi. Dạng câu hỏi thứ nhất đó là nói về tính chất điều chế ở mức độ biết và mức độ thông hiểu. Chúng ta đi vào câu hỏi số 1. Ở với nội dung như sau: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước? Chúng ta có bốn đáp án: A là kali, B là natri, C bari và D là bari khi đọc nội dung câu hỏi và đối chứng đáp án các em dễ dàng nhận ra ngay đáp án đó chính là câu D. đó nè thì chúng ta biết rằng là bari là kim loại không phản ứng với nước ở điều kiện thường và kể cả khi chúng ta đun nắng chúng ta lưu ý như thế chúng ta qua câu hỏi vận dụng số 2. kim loại nào sau đây khi cho vào dung dịch đồng xuân phát tạo ra sản phẩm có chất kích tủa màu xanh lam chúng ta có Bóng đáp án a manhê b berry c nhôm và d là bari thì để câu trả lời câu hỏi này các em để ý là sản phẩm nó có xuất hiện cái tủa màu xanh lam thì ta nhận thấy đây chính là cái tủa gì đó các em đồng hydroxit phải không này? đồng hydroxit như vậy thì chúng ta phải chọn cái kim loại nó phải sinh ra bao giờ tức là nó tác dụng mạnh với nước ở điều kiện thường vì vậy đáp án của câu này chính là d và phương trình các em có thể à, theo dõi lại. Ba tác dụng với nước ở điều kiện thường rất là mạnh để tạo thành ba dơ. Ba dơ tác dụng với muối đồng xương phát để tạo thành kích tủa màu xanh đó chính là đồng hyrosic. Thỏa mãn được yêu cầu của câu hỏi. Chúng ta qua câu hỏi số 3. Dung dịch thuốc thử thích hợp nhất dùng để phân biệt natri hydrocarbonate và natri carbonate là A. Canxi hyrosic B axit clohydric, C axit sulfuric và D là canxi clorua. Thì chúng ta để ý hai cái mẫu thử natri hydrocarbonat và natri carbonat là hai muối của cùng một axit và cùng bazơ. Như vậy nếu chúng ta chọn đáp án A thì chúng ta thấy cả hai đều sinh ra cái tủa. Ta chọn đáp án B hoặc C thì cả hai đều có khí CO2 thoát ra. Như vậy chỉ có câu D là câu thỏa mãn bởi vì canxi clorua chỉ tác dụng với natri carbonate để sinh ra cái tủa màu trắng và nó sẽ không tác dụng với cái muối axit này Đã. chúng ta qua câu hỏi số 4. axit formic có trong nọc kiến khi bị kiến cắn nên chọn chất nào sau đây bôi vào vết thương để giảm sưng tái đáp án a muối an b nước c vô tội d giảm thì các em để ý đây là một cái câu hỏi dưới dạng thông hiểu. Thì các em trước khi trả lời câu hỏi này, các em phải hiểu được cái thành phần của à, các cái đáp án này là chứa cái chất gì. Đây, muối an thì thành phần của nó chính là natri clorua. Vô tôi thành phần của nó chính là canxi hydroxic và giấm chính là axit acetic. Thế thì ta thấy rằng là để giảm sưng tái, tức là các em sẽ làm cho cái hàm lượng axit formic nó sẽ bị giảm đi. À, vì vậy chúng ta buộc phải chọn một cái chất có tính bao giờ à, Như thế thì đáp án của chúng ta chính là câu C Phải không nào? Chúng ta qua một ví dụ thứ năm Thí nghiệm nào sau đây không thu được cái tủa sau khi kết thúc phản ứng? A. Đun sôi nước cứng tạm thời B. Đun sôi nước cứng toàn phần C. Sụp khí nít đến dư vào dung dịch canxi hiroxit đáp án D cho natri hydroxit dư vào dung dịch canxi hydrocarbonate. Các em để ý cái câu hỏi trong bài này. Cái phần hỏi ở đây họ yêu cầu là không thu được cái tủa. Đấy. Thế thì ta nhìn đáp án A, đun sôi nước cứng tạm thời thì chúng ta biết rằng thì lúc đó nó sẽ xảy ra phản ứng phân hủy canxi hydrocarbonat trong nước cứng tạm thời để hình thành cái tủa canxi carbonat. Như vậy cao này nó không thỏa mãn yêu cầu. Bây giờ ta qua câu B. Đun sôi nước cứng toàn phần. Mà chúng ta đã biết là nước cứng toàn phần nó chứa nước cứng tạm thời. Như vậy thì câu B nó sẽ hoàn toàn tương tự câu A. Ta cũng sẽ không chọn. Câu C. À, khi CO2 tác dụng với co hai lần thì nó hình thành muối. Nhưng mà do ở đây trong cái cao phát biểu này nó đề cập là CO2 dư. Vì vậy cái muối cuối cùng tồn tại phải là muối axit. Mà đây là một mũi tên Vì vậy nó thỏa mãn được yêu cầu đề bài Còn câu D thì chúng ta để ý phương trình Nó xảy ra tạo ra canxi carbonate kết tủa à, Tóm lại Câu số năm này đáp án ta chọn chính là câu C Vậy khép lại câu hỏi dẫn định tính dẫn số 1 Chúng ta sẽ qua câu hỏi định tính dẫn 2 Sơ đồ chuyển hóa Đây là một cái dẫn câu hỏi định tính mà nó đồ họ kiến thức của các em mang tính chất tổng hợp à, về tính chất hóa học về điều chế chúng ta phải đầy đủ kiến thức thì chúng ta mới đảm bảo trả lời những câu hỏi dạng này chúng ta đi vào ví dụ số 1. cho sơ đồ magie tạo ra chất x x tạo ra magie và chất x trong sơ đồ là ta có bốn đáp án a magie hydroxit b magie oxit c magie clorua và d là magie nitrat thế thì để giải quyết cái câu hỏi này, cái máu chốc, cái chìa khóa của cái câu hỏi này chính là cái phương trình số 2 các em này. Chúng ta biết rằng magniê là kim loại có tính khử mạnh như vậy, điều chế ra magniê thì chúng ta phải dùng phương pháp điện phân nắm chảy muối halogenua, cho nên đáp án ở đây phải là câu C. Ta qua một ví dụ thứ hai, cho sơ đồ sau, chất X tác dụng với canxi hiroxit tạo ra Y, Y đun nắng tạo ra chất giấy. Chắc x và chấm 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 biết x là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính chất y trong sơ đồ là chúng ta có bốn đáp án a canxi sunfic b canxi carbonat c canxi hydrocarbonat và d là canxi hydrosunfic thế thì chúng ta khi đọc câu hỏi này ta phải tận dụng cái dữ kiện đầu tiên đó là x là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính thì chúng ta thấy cái thông tin này rất là quen thuộc phải không nào? thì khí x này chính là khí carbonic thế thì từ đó ta sẽ thấy đáp ấn nó sẽ bị lọt đi đáp ấn nào có chứa lưu huỳnh phải không nào? như vậy thầy bỏ đi hai đáp ấn. thế còn lại hai đáp ấn, muối trung hòa hay là muối axit thì chúng ta căn cứ vào cái dữ kiện đun nám chất y này thì chúng ta biết rằng là canxi carbonat đun nám chỉ có hai chất sinh ra có hai chất như vậy thì cái y này nó phải thỏa mãn là muối axit để nó đun náo sinh ra được giấy x và chấm 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 được chưa này nên đáp án của câu này là c chúng ta thêm một ví dụ ví dụ 3. thực hiện các phản ứng sau ở đây thầy cung cấp bốn phản ứng các em quan sát bốn phản ứng hai chất x và t tương ứng là câu a canxi hydroxit natri hydroxit câu b canxi hydroxit natri carbonat câu c natri hydroxit natri hydrocarbonat và câu d là natri hydroxit canxi hydroxit thế các em quan sát bốn cái phản ứng thì các em để ý dùm là nó có hai cặp nó đi tạo thành hai cặp một và hai là một cặp tương tự nhau 3 và 4 là hai cặp là một cặp tương tự nhau thế thì chúng ta quan sát phương trình 1 và hai các em có thể quyết định được x là một bao nhiêu to đúng nè bao nhiêu to thì ở đây đáp án một cũng bao nhiêu to hết vậy ta không lọ được tiếp tục các em quan sát cái hệ số của phương trình hệ số căn bằng của phương trình mọc và ha thì chúng ta khẳng định ngay x là natri hydroxit đây x phải là natri hydroxit vậy ta lọ được đáp án ab thì từ cái nghiệm x này chúng ta là tiếp tục suy ra được y phải là muối axit và z phải là muối trung hòa Vậy thì T nó phải là canxi hydroxit. Người ta loại luôn đáp án C và đáp án cuối cùng trong câu này chính là D. Phải chưa nè? À, thế thì cái câu hỏi này nó đã khép lại cái phần câu hỏi dẫn định tính. Bây giờ ta sẽ chuyển sang câu hỏi dẫn định lượng. Hay là mã câu hỏi định lượng. Các em biết rằng là đây là nội dung ôn tập của rất là nhiều tiết, của ba tiết trước. Cho nên là cái phần luyện tập này thầy thời gian có hạn là thầy chỉ chọn những cái bài tập mà thầy cho rằng nó có phạm vi sử dụng phạm vi ứng dụng rộng à, cái bài toán à, khí carbonic sụp vào dung dịch nước vô trang là một bài toán có thể sử dụng trong bài toán vô cơ và đề bài có thể bài toán có thể lòng vào trong bài toán hữu cơ à, vì vậy là thầy quyết định giới thiệu cho các em cái dạng bài tập này và thầy phân thành hai dạng nhỏ đó là dạng bài toán thuận và dạng bài toán nghịch. À, sau đây chúng ta sẽ đi vào dạng 1. Dạng bài toán thuận. À, thầy giải thích thế nào là dạng bài toán thuận. À, các em biết rằng dạng bài toán thuận tức là người ta sẽ cho các em biết được số môn của các chất tham gia phản ứng. Và người ta yêu cầu các em hỏi lượng sản phẩm. Thì bài toán như thế gọi là bài toán thuận. À, thì thông thường bài toán thuận nó dễ hơn. Thì ở đây có thể có nhiều cách giải quyết bài toán này nhưng mà theo thầy thầy trình bày bài toán này bằng các bước sau đây bước 1 tính số mol của khí CO2 và số mol của OH trừ bước 2 là thầy sẽ đi tính T thầy đạt T là tỷ số của ion OH trừ trên CO2 các em chú ý là cố định cái T cái cái, cái số mol OH trừ lên trên được chưa nè sau khi ta tính được T thì ta sẽ xét nghiệm nó trên cái dãy trục T này. Chúng ta để ý có con số 1 và con số 2. Vậy thì hai con số này nó xuất phát từ đâu? À thầy sẽ chỉ cho các em thấy này. CO2 là oxit của các axit carbonic. Đây là một axit có hai nắc phân ly. À nắc phân ly thứ nhất nghĩa là các em bỏ đi một hóc thì ta sẽ hình thành muối HCO3 trừ. Nắc phân ly số 2 là ta bỏ hết hai h thì ta hình thành muối CO32 trừ. Được chưa nè? Cho nên rất là dễ nhớ. Cứ hai nắc là ta có số 1, số 2. Mà nếu ba nắc thì chúng ta sẽ có số 1, số 2 và số 3. Phải chưa nè? Cho nên là các em luôn luôn cố định cho thầy OH trừ lên trên. Đã. Thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì sau khi đấu chứng với cái trục T này thì chúng ta sẽ ứng với giá trị khoảng T thì chúng ta sẽ kết luận muối gì được hình thành. Đã. chúng ta sẽ kết luận thì lấy ví dụ t mà chúng ta tính ra được là 2 3 chẳng hạn thì nó sẽ ở vùng lớn hơn 2, phải không? ở cái vùng lớn hơn 2 này thì lúc đó nó sẽ hình thành một muối carbonate được chưa nè? còn nếu nó lọt ở giữa 1 và hai thì nó sẽ hình thành cả hai muối được chưa? À, cái bước hai này là bước rất quan trọng các em phải để ý và sau khi kết luận được muối gì rồi thì chúng ta sẽ qua bước 3 tức là ta đi tính số môn của muối bằng cách là áp dụng bảo toàn nguyên tố hoặc chúng ta đi viết phương trình hóa học. À, bây giờ để vận dụng, thầy sẽ đưa ví dụ số 1. Sục 3,36 lít khí carbonic điều kiện tiêu chuẩn vào 500 ml dung dịch canxi hydroxic 0,12 m thu được muối gì, bao nhiêu gom? À, thầy cho một cái ví dụ dẫn tự luận. Thế bây giờ thầy sẽ lần lượt áp dụng 3 bước cho các em thấy. Bước 1, thầy tính được số mol của khí carbonic là 0,15. Và thầy đi tính được số mol của ion OH trừ Chính là bằng số mol 0.06 Nhân cho 2 2 OH trừ Thì ra 0.12 Bước 2 Thầy tính T À số mol OH trừ Trên CO2 Được chưa nè Và ta thế vô Ta được số mol của À cái T là bằng 0.8 Thì ta thấy 0.8 là đấu chứng đó, Nó nằm ở cái vùng bẽ hơn 1 Phải không Mà bẽ hơn 1 thì chỉ hình thành mối HCO3 trừ Như vậy ta kết luận Là tạo muối axit được chưa mà bé nằm ngùa nằm ngùa bé hơn một thì phải có dư thì ở đây trong he số môn này thì rõ ràng nó phải dư cái số môn CO2 gì nữa phải không cái này như vậy đây là cái kết luận bây giờ ta qua bước ba từ cái kết luận này ta đi viết phương trình tạo cái muối axit à, và CO2 dư cho nên buộc chúng ta phải đi dựa vào số môn của ba dơ để chúng ta tính và từ đó ta suy ra số môn muối là 0.06 và ta có thể tính được khối lượng muối là 9,72. Được chưa? À, đó là ví dụ số 1. Ví dụ số 2. Hấp thụ hoàn toàn 5,376 lít khí carbonic điều kiện tiêu chuẩn vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,18 mol canxi hydroxic và 0,04 mol natri hydroxic. Sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được m gom kết tủa, giá trị của m là A 14, B 15, C 18 và D là 16. Các em thấy đây cũng là một bài toán thuận bởi vì số môn các chất tham gia đã có hay. Tuy nhiên cái cao này nó khó hơn cái cao ví dụ 1 khi nãy. Bởi vì ở đây người ta cho đến 2 3 giờ các À đây, người ta cho đến 2 3 giờ. Thì nhiều em nhìn vô đây như lúng túng. À, tuy nhiên chúng ta cũng thực hiện đúng ba bước y như thế. Bước 1, thầy tính được số mol CO2 và tính được số mol OH- là bằng 0,4 mol. Bước 2 thì tính T là tỷ số OH trừ trên CO2. Thì trong bề này người ta cho và ta tính được cái T nó nằm trong khoảng 1 và 2. Nó nằm giữa 1 và 2. Như vậy sau đây các em chúng ta kết luận là tổ hai muối, phải không? Tuy nhiên do đây là một bài toán có hai bao giờ vì vậy chúng ta không thể kết luận muối dưới dạng phân tử mà ta phải kết luận muối dưới dạng ion. Tức là nó hình thành cái ion hydrocarbonate thầy giả định là x mol và ion carbonate giả định là y mol. Đây. Bây giờ cái điểm khác nữa là đây là một bài toán hai bao dư, cho nên khi viết phương trình các em bắt buộc phải viết dưới dạng phương trình ion. À, thầy có hai phương trình. Từ số mol x này thầy dán qua chắc thông do tương tự như thế và thầy sẽ lập được một cái hệ phương trình đó là x cộng y bằng số mol của CO2 và x cộng 2y là bằng số mol của OH trừ. Từ đó ta giải được cái hệ ta được số mol của hydrocarbonate là bằng 0,08 và số mol của carbonate là bằng 0,16. Được chưa nè? Tuy nhiên câu hỏi của đề bài là tính khối lượng kích tủa. Thế thì kích tủa ở đây là gì các em hả? À? Kích tủa ở đây chính là canxi carbonate chính là sự kết hợp của ion carbonat và ion canxi. À, thì chúng ta phải thực hiện thao tác là so sánh số mol. Thì số mol ion canxi là 0,18, còn ion carbonat là 0,16. Như vậy, số mol kích tủa nó phải theo 0,16. Và từ đó ta tính được khối lượng kích tủa là bằng 16. Và đáp án chính là câu D. Được chưa nè? Thế bài này khi thầy giải quyết, thầy có thể giải quyết bằng một cách nhanh hơn nữa à nhưng đây cách thơ thầy trình bày cách khó đầu tiên thầy cũng sẽ tương tự như cái cách giải vừa rồi thầy cũng phải chứng tỏ là trong bài toán này nó sinh ra hai lỗ mũi tương tự khi mà ta khẳng định được hai lộ muối rồi thì chúng ta được phép dùng công thức tính nhanh à, đây là một công thức tính nhanh để giải trắc nghiệm đó là số mol CO2 bằng số mol OH trừ trừ cho số mol của CO3 hay trừ. Này. Và thầy nhấn mạnh lại công thức tính nhanh này chỉ được áp dụng khi bài toán đã tạo hai lỗ muối Được chưa nè? Và từ đó ta rút ra số môn của ion carbonate là bán 0,16. Và so sánh tương tự ta cũng sẽ ra kết quả là bán 16 g. Bây giờ ta qua một dọn thứ hai đó là bài toán nghịch bài toán nghịch tức là bài toán mà số môn của chất tham gia người ta không cho biết hết mà ngược lại người ta sẽ cho biết sản phẩm thì bài toán nghịch thông thường là bài toán khó hơn so với bài toán thuận. À, thế thì thầy sẽ đưa ra một cách giải quyết bài toán này như sau. Bước 1. Tính số môn của các chất mà điện đã cho. Bước 2. Là viết phương trình hóa học hoặc là áp dụng bảo toàn nguyên tố để suy ra số môn của chất tham gia mà chúng ta cần tìm. Và bước 3. Tức là ta đi tính kết quả theo yêu cầu đề bài. Nhưng ở dạng toán này các em lưu ý cho thầy cái trường hợp đối với bài toán mà người ta cho biết số mol của kích tủa canxi carbonate bé hơn số mol của bayer canxi hydroxit thì lúc đó bài toán này luôn luôn có hai trường hợp tìm số mol carbonic chúng ta lưu ý cái điểm này bây giờ thầy đi vào ví dụ đầu tiên hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí carbonic điều kiện tiêu chuẩn vào 2,5 lít dung dịch canxi rucic nồng độ là AM thu được tóm gom kết tủa giá trị của A là A 0,048 B 0,032 C bóng và D là 0,06. Thế trong bài này các em để ý là số mol của canxi rucic người ta không cho biết Đúng không nè à, Thế thì bước 1 chúng ta đi tính số mol người ta đã cho biết Thế thì người ta khẳng định là sinh ra kích tủa Vì vậy thầy sẽ viết phương trình tạo kích tủa Từ số môn kích tủa thầy sẽ suy ra số môn của chất thâm gia Trong cái phương trình này Thế thì chúng ta mới nhận thấy rằng là số môn CO2 cầu lạc, Đó chính là bằng không 0,04 không môn Nhưng mà đề bài người ta lại nói rằng là Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 Có nghĩa là không phải hết à, Nó phải hết vì vậy chúng ta phải hiểu rằng là 0,04 này nó phải chuyển hóa thành muối axit. Vì vậy ta phải viết thêm phương trình tạo muối axit. Từ số mol siêu 0,04 ta lại tìm ra được số mol của ba dơ là 0,02. Vậy tổng mol ba dơ là 0,1. Từ đó ta tính A bằng 0,04 và đáp án của ta chính là câu C. Được chưa nè? Ta qua một vận dụng thứ hai hấp thụ hoàn toàn v lít khí carbonic điều kiện tiêu chuẩn vào dung dịch canxi hydroxit thu được 550 gom kích tủa và dung dịch X. Đung kỹ dung dịch X thu thêm được tối đa 100 gom kích tủa nữa. Giá trị của V là ta có 4 đáp án A lớn 134,4 B 212,8 C 145,6 và D là 168 thì bài này các em thấy là số môn CO2 và bao giờ người ta không cho nhưng bài này cho hai lần kết tụ số môn của hai lần kết tụ thì các em để ý dùm cho thầy ở đây à để ý cho thầy là số môn kết tụ lần thứ nhất và số môn kết tụ lần thứ hai khi chúng ta gặp bài toán như thế này thì coi như mặc định các em phải suy luận đây là bài toán mà sinh ra hai lỗ muối. sinh ra hai lỗ muối. Được chưa? Chúng ta lưu ý như thế. Dùng đây là một cái mặc định đó. Bây giờ bước 1 chúng ta đi tính số môn đã biết là hai cái ký tự này. Và ta tạo ra hai muối, ta viết phương trình ra. Muối thứ nhất, mũi thứ hai và phương trình thứ ba chính là phương trình phân hủy muối axit. Thì ta điền số môn ký tự lần thứ nhất vào. Ta suy được số môn CO2 của phương trình số 1. Ta điền số môn ký tự lần 2 vào, và suy ra muối axit từ đó ta suy ra được số mol CO2 của phương trình số 2. Vậy tổng số mol của khí CO2 là 7,5 mol và V ta tính được là 168 lít và đáp án chính là câu D. Được chưa nè? Thế thầy có cách giải khác của bài này. À, bài này thầy giải, trong đơn vị dai rất là nhanh. Nếu chúng ta thuộc công thức sau đây. Đây là công thức tính nhanh. Số mol khí carbonic bằng số mol kết tụa lần 1 cộng 2 lần số mol kích tụa lần 2. Công thức này chúng ta có thể chứng minh bằng định luật bảo toàn nguyên tố carbon. Và cái công thức này chỉ sử dụng khi mà hai lần kích tụa này cùng chung một công thức. À, từ đó chúng ta có sẵn hết trơn, phải không nè? Có sẵn hết, chúng ta thế vô và ta tính ra đáp số V vẫn là 168 lít. À, như vậy là thầy đã giới thiệu cho các em hai công thức nhanh trong cái dạng toán. Một ví dụ thứ ba Sục V lít khí carbonic điều kiện tiêu chuẩn vào 500 ml dung dịch canxi hydroxid 0,2 M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 7 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là A. 2,912, B. 0,672, C. 1,568 và D là 3,808. Thì trong bài này là CO2 sẽ là số môn cần tìm. Chúng ta cũng thực hiện bước 1 là tính số môn của ba và số môn của cái tủa. Thế chúng ta thấy nó có gì quen quen không nào? Khi nãy phần lưu ý thầy có cho các em ghi rồi. Ta nhận thấy được trong bài này là gì nè? Số môn của ba dơ nó lớn hơn số môn kích cái tủa. đúng không? Như vậy bài toán này có hai trường hợp để tìm số môn siêu ha. Được chưa? Tuy nhiên trong câu hỏi của bài toán này là yêu cầu chúng ta đi tìm giá trị lớn nhất của v. À, chính vì thế chúng ta chỉ chọn một trường hợp để xác thôi, đó là trường hợp tạo he muối. Thì lúc đó cái lượng CO2 dùng là lớn nhất. Được chưa nè? Và các em thấy là đây là tạo he lụa muối. Thì bây giờ thầy dễ nhanh bằng cách thầy dùng công thức khi nãy. Thầy dùng công thức khi nãy. Được chưa? Và thầy điền số mol của OH trừ vô. OH trừ là bằng 0,1 nhân 2 số môn CO3 là bằng 0,07. bãi như vậy thầy sẽ có được số môn CO2 là 0,13 và từ đó ta tính được v được chưa như vậy đáp án chính là câu a được không nè như vậy thầy đã trình bày cho các em hai dạng bài tập à mà theo thầy là hai dạng bài tập này nó có phạm vi sử dụng khá rộng nè à, và để cho dễ nhanh những cái bài toán kiểu này hoặc là những bài toán liên quan thì buộc các em phải nhớ dùm cho thầy hai cái công thức tính nhanh thành tóm lại đó là số môn CO2 bằng số môn ký tự lần thứ nhất cộng hai lần số môn ký tự lần thứ hai công thức thứ hai là số môn CO2 là bằng số môn oh trừ trừ cho số môn của co ba hai trừ và lưu ý công thức này chỉ sử dụng khi bài toán tạo hai lỗ mũi được chưa nè và trong thời gian không cho phép cho nên là thầy không giới thiệu cho các em được nhiều dạng bài tập. Nhưng thầy yêu cầu các em về thơm khẩu thêm các dạng bài tập nâng cao hơn. Đó là bài tập quy đổi hỗn hợp gồm kim loại và oxit của nó về hỗn hợp các nguyên tố. À thì cái dạng bài này các em nhớ là chúng ta có sử dụng bộ toàn electron. Hoặc là dạng bài tập số 2 đó là bài tập đồ thị. Bài tập này là gần đây người ta cũng hay ra lắm. Đó là đồ thị về co 2 tác dụng với dung dịch canxi hydroxit hoặc với dung dịch gồm hai bazơ dơ đó là natri hydroxit và canxi hydroxit và chúng ta về làm bài tập thì bài tập của cái phần này thầy đã cho vào trong cái đường link à, các em ghi lại cái đường link này để chúng ta về tải tài liệu và chúng ta tự luyện tập ở nhà chúng ta ghi cái tên đường link bit chấm ly xuyệt tức là kim loại kìm gạch ngon klkt tức là kim loại kìm thổ bài học của chúng ta đến đây là kết thúc thầy cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe chúc các em thành công xin chào và hẹn gặp lại